Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha chế một ly tomato lassi hay gọi là cà chua lassi, thì gồm có là cà chua, rau ua, nước đường, sữa đặc. Cách làm như sau. Mình cho từ 70g cho tới 100g cà chua trực tiếp vào máy lên. Rồi. Sau đó mình sẽ cho một hũ dầu ua tương đương 60ml. Rồi sau đó mình sẽ cho 30ml sữa đặc, 30ml nước đường. Rồi tiếp theo mình sẽ cho 30ml sữa đặc. Rồi mình đổ trực tiếp vào máy lên luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho một cúc đá. Rồi mình sẽ đậy lại. Rồi sau đó mình sẽ đổ sản phẩm vào ly. Rồi sau đó sẽ cho whipping cream. Rồi mình sẽ cho một cái dao húng lủi làm đề co, kèm thêm một cây khuấy, một cái ống hút. Rồi mình sẽ cho một miếng cà chua lên trên. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học hôm sau.